Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với channel của Chiến Tàu Mobile và mình là Bình Minh. Các bạn đã bao giờ gặp phải một cái tình trạng là chúng ta mặc những cái bộ quần áo đi ra ngoài đường á, những cái bộ đồ mình rất là thích, nhưng mà ngặt nổi một cái là những cái áo quần đó là bị đổ lông, và điều này làm cho mình cảm thấy kém sang hơn và nó cũng rất là hơi ngại ngại, đúng không? Và các bạn đang cần có một cái dụng cụ để giúp cạo đi những cái lớp lông ở trên quần áo của mình, và nó sẽ làm cho quần áo của mình phẳng phiu hơn, thì không cần đi đâu xa cả và hãy ở lại để xem hết video ngày của mình. Và đây là một cái sản phẩm cắt quần áo xù lông của nhà Lovin với phiên bản là 621. Và với phiên bản trước đây là CS622 á, thì nó sẽ sử dụng cái cáp sạc, dây sạc để mà sạc pin. Nhưng mà với cái phiên bản này thì các bạn chỉ với hai cục pin thôi là các bạn đã có thể sử dụng thoải mái và vô tư rồi. Mình thấy là đây, cái vị trí lắp pin nó ở đây. Chỉ cần nhấn nhẹ như thế này thôi. Đó. Khi mà các bạn mua về lắp và sử dụng. Và như các bạn cũng thấy thì với cái thiết kế này thì nó cũng khá là nhỏ gọn, cho nên là các bạn có thể vô tư mang đi ở bất kỳ đâu mà không có sợ là nó chiếm quá nhiều diện tích. Thật sự là nó cực kỳ nhỏ gọn luôn. Và cái dung tích của nó nè, đây là cái khoang để mà các bạn có thể chứa bụi. Dung tích của nó tới 50ml. Mà các bạn nghĩ đi, cái bụi xù lông mà nó đầy cái này thì nó nhiều cỡ nào. Và nó sẽ sử dụng 3 cái lưỡi cắt xoáy xéo ở trong cái vòng này để nó có thể giúp va chạm được với những cái sợi lông trên bề mặt quần áo của mình. Và với cái bề mặt của cái lớp cắt đó, nó sử dụng những cái hạt, những cái lỗ tổ ong với kích thước to nhỏ rất là không đồng đều nhau, thì nó sẽ giúp linh hoạt được những cái sợi quần áo, những cái sợi lông đó, nó to, sợi nhỏ nó được hút và cắt phẳng cái bề mặt vải cho mình khi mà chúng ta sử dụng. Mình nghĩ là với một cái chiếc máy cắt xù lông như thế này thì các bạn sẽ rất là tiện. Hồi trước á, mình chưa có sử dụng cái này á, thì mình hay lấy dao lam á, cái xong rồi mình cứ cạo. Nhưng mà quả thật là nó sát thiệt. Nhưng mà các bạn đã gặp phải cái tình trạng là cái dao lam đó nó vô tình mà đi nhanh với một cái là cái quần áo của mình nó sẽ bị rách, coi như là mình không có sử dụng được, mình phải bỏ luôn cái quần áo đó. Thì mình nghĩ là với một cái chiếc máy cắt xù lông quần áo như thế này thì nó sẽ giúp cho cái thao tác của các bạn nó trở nên thuận tiện hơn, dễ dàng sử dụng hơn, an toàn hơn, không có bị chảy máu đối với những ai vụng về nữa, và quần áo của mình nó sẽ luôn luôn được phẳng phiu và nó không có bị đổ lông. Mình có một cái chiếc áo vest đây và mình sẽ test thử luôn nha, trải nghiệm trực tiếp luôn. Các bạn sẽ hãy cùng với mình để xem thử rằng là cái khả năng lấy lông của cái chiếc máy này như thế nào. Mọi người có thể nhìn thấy nè, đây cái vest của mình nó sẽ không có đổ lông nhiều đâu, nó chỉ đổ lông ở cái phần tay thôi, tại vì mình hay sờ ở trên cái này nè. Đây mình sẽ test cái phần tay áo này, mọi người có thể nhìn thấy là nó có rất là nhiều lông luôn. Thao tác sử dụng mình chưa nói với các bạn nhưng mà nó dễ lắm, cực kỳ dễ luôn. Ở đây nó sẽ có hai cái vị trí nha, ở đây là để các bạn thay pin nè, còn ở đây các bạn chỉ cần gạt nó qua thôi. Và với mỗi cái lần mà gạt như vậy thì cái vòng xoay của những cái lưỡi cắt nó được hoạt động tới 7.000 lần trong một phút lận, cho nên là nó sẽ được cắt rất là đều cái quần áo của mình. Các bạn có thể nhìn thấy nha, ở cái vị trí này lông nè, đó ở bên này khác. Bây giờ mình sẽ mọi người có thể dê nè, và cái sản phẩm này nó rất là nhỏ nên và nhẹ nữa, nên là các bạn làm nó dễ di chuyển ở những cái góc nách nè, những cái góc kẹt của quần áo á. Đố mà các bạn cầm dao lam mà các bạn dám làm vậy luôn á, sợ rách quần áo lắm. Mình cũng bị rồi. Ok, giờ mọi người hãy cùng mình quan sát nha, xem thử là có sạch lông không. Nè, mình chỉ đi mới có vài đường sơ thôi, mình sẽ dích cái này lên một tí để cho mọi người dễ nhìn. Rõ ràng là
Mình chưa nói đến cái bề mặt của cái tay áo, nhưng mà mình nhìn thấy cái hộp này nè, cái hộp chứa bụi á, ở trong này nó có rất là nhiều những cái sợi bụi li ti đen vậy nè. Thì mọi người cũng biết rồi, cái bụi này nó đâu có phải là ở trong không trung đâu, mà là trên cái chiếc áo của mình đó. Và sau khi mà mình đã cạo, cái máy nó cạo, nhưng mà mình cạo, cái máy nó cạo thì nó sẽ ra cái dung tích những cái bụi này, sợi nhỏ đó, nó rất là nhuyễn luôn. Rồi, cái này mình khoe với các bạn rồi, thì bây giờ mình sẽ tới cái bề mặt của cái tay áo. Mọi người có thể nhìn thấy nè, đây, với cái này nè, với cái phần phía trên á là mình đã cạo rồi. Tại khi mà mọi người nhìn nghiêng này, mọi người đâu thấy nó bị xù lông nữa đâu, đúng không? Đó, mình mở ra ấy đó mọi người. Mọi người sợ là cái lưỡi dao của nó sẽ cắt và va chạm, nhưng mà hoàn toàn yên tâm nha, nó sẽ không làm mình bị thương đâu. Tại vì chỉ khi nào những cái sợi lông á mà nó nhô lên trên cái bề mặt á, thì nó sẽ được len lỏi vô trong những cái lớp lỗ trống này. Nhưng ở đây thì nó sẽ có những cái lỗ to và lỗ nhỏ giúp làm sạch được những cái sợi lông trên bề mặt quần áo của mình. Nhưng mà các bạn để thì nó sẽ không hề bị thương tay của mình, nên yên tâm, sản phẩm này rất là an toàn. Này nha, ok, sơ sương sương thôi. Nhưng mà nè, mọi người có thể nhìn thấy nè, với cái chất liệu của cái vải này á, bề mặt của nó thì chắc có lẽ mọi người sẽ không thấy rõ, nhưng mà mọi người có thể nhìn nè, hồi nãy á là mình cạo cái lớp lông màu đen của chiếc áo vest, thì bây giờ thì mình cạo cái lớp lông của cái áo len này á, nhưng mà quả thiệt là nó được cạo rất là sạch nè. Mình mới cạo sơ sơ thôi đó. Bây giờ thì mình sẽ cùng lấy ra cho các bạn xem thử là cái sợi lông ở trong cái hộp chứa bụi này nó nhiều hay không nha. Lấy ra vệ sinh thì cực kỳ đơn giản luôn, các bạn chỉ cần xoay nhẹ của nó, xoay ngược chiều nhẹ thôi là đã có thể lấy ra rồi. Đây đây, mọi người có thể nhìn nè, cái bàn này nó trắng nè. Đây, sơ sơ này mọi người có thể nhìn thấy nè, cái này là những cái mụn, những cái sợi vải cực kỳ nhỏ và nhuyễn luôn. Ok, và nhà sản xuất có tặng thêm cho mình đó, cái đi kèm cùng với sản phẩm này là một cái chỗ nhỏ nhỏ để giúp cho bạn có thể vệ sinh vào chi tiết hơn. Những cái máy nè, mình sẽ lắc nhẹ cái này nha. Đó, để mở ra để các bạn xem được cái lưỡi cắt của nó. Nè, ở đây mọi người nè, đó, ở đây nó sẽ có 6 cái lưỡi cắt khác nhau, 3 cái lưỡi cắt nằm ngang và 3 cái lưỡi cắt nằm đứng, 3 cái con dao cắt nằm đứng và rất là bén. Và mỗi khi mà nó xoay á, hồi nãy mình có giới thiệu với các bạn rồi, cái này nó sẽ xoay là 7.000 vòng trong 1 phút lận. Ok mọi người thấy là mình tháo ra đúng không? Nhưng mà mình gạt vào cái nút on, nhưng mà cái máy nó vẫn không có hoạt động. Đây là một cái cơ chế an toàn giúp cho bạn có thể, nếu như mà lỡ mình có sơ ý chăng nữa thì máy nó cũng không có chạy và làm cho mình bị thương. Đây là một trong những cái tính năng rất là hay mà mình suýt quên giới thiệu với các bạn. Sau khi vệ sinh xong thì các bạn chỉ cần đặt nhẹ nó vô rồi và xoay tròn nó lại như thế này, rồi khởi động lên. Khi có cái màn bảo vệ thì nó mới hoạt động, điểm 10 cho sự an toàn. Rồi, sau khi mà các bạn vệ sinh xong thì mình chỉ cần đóng khoang chứa bụi của nó lại và tiếp tục vệ sinh trên quần áo của gia đình mình thôi. Ok các bạn, và đây là một chiếc máy cạo lông xù quần áo của nhà Lerfan với phiên bản là 621, và phiên bản này thì chúng ta sử dụng pin. Nếu như các bạn đang tìm kiếm cho mình một cái sản phẩm tiện ích như thế này thì hãy đến ngay với các cửa hàng của Chiếm Tài Mobile để có thể trải nghiệm ngay một cái sản phẩm thực sự tiện lợi cho gia đình của mình nha. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong video này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.